Ivy gửi gửi camera lại Ivy để yêu cầu lại. Chúng ta thẳng thắn thế này nè mọi người. Gia đình nào, đất nước nào, thể chế nào nó cũng vậy. Nó luôn luôn duy trì cái hai mặt đúng không? Đâu đó thì cũng phải có sự tồn tại. Chứ không có một cái gì đó gọi là hoàn hảo được, cái đó là sự thật. Nhưng mà ở đây á, cái đáng trách của những người bên kia là cái gì? Các bạn cứ mượn cho danh nghĩa, các bạn đấu tranh thế này thế nọ mà các bạn cứ bơi móc là cái này cái kia để bạn mang cái hàm ý là kích động người dân không à, đúng không? Hỏi sao người ta không, người ta có thành kiến với các bạn. Ví dụ các bạn đưa cái điểm nào đó ra à, cái mặt nó còn tồn tại đó rồi à, bạn bạn nói lên và bạn đưa ra cái giải pháp, tức là mang trên tinh thần mà bạn bạn xây dựng tích cực á, thì ở đây là bảo đảm người dân sẽ hoan nghênh các bạn, kể cả chính quyền họ cũng nghe, nếu họ đúng hợp lý thì họ vẫn hoan nghênh các bạn thôi. Chứ các bạn cứ một chiều cứ mang ra là ôi cái này cộng sản, cái này cộng sản, cái kia bla bla bla, mà cứ từ năm này qua tháng nọ họ có giải pháp gì không? Không có giải pháp mẹ gì hết. Chán ghê, xin mời ai vậy? Hello anh bạn Thư Quang, không biết anh bạn có nghe mình nói rõ không ạ? Nghe rõ bạn. Cảm ơn anh bạn nha, mình nói khoảng 5 phút thôi, tại vì cũng làm công việc á. À, tới vậy Thì là rồi. nói về những cái phần tử mà ở hải ngoại mà chuyên môn là tôn thờ đế quốc Mỹ rồi tôn thờ xã hội Mỹ rồi cái gì cũng cho Mỹ là thiên đàng, nhưng mà nó có nhiều cái khía cạnh ở Mỹ đó, nó rất là phải nói là không có công bằng, đặc biệt là những người mà dân tộc thiểu số đó. Thì trở về cái vấn đề mà đảng của Mỹ hồi xưa đó, thì hồi xưa nó chỉ có lập ra một đảng đầu tiên là đảng chính phủ. Nó rồi sau này thì nó tách ra hai đảng, thì hai đảng này là nó theo cái truyền thống của nước Mỹ. Chứ còn mà mấy cái đảng mà độc lập hay là mấy cái đảng khác á, chỉ là cái tiếng tăm mà để họ cứ như mà bình phong, là để cho họ nói là ở Mỹ là đa đảng rồi dân chủ này nọ. Cái sự thật ở Mỹ đó thì chỉ có hai đảng đó, cho nên khi mà những cái gì mà xảy ra đó thì chỉ có hai cái lĩnh vực đó, là hai cái người đó là Thay họ phiên nhau. đúng rồi đó. Cho nên đó, thì những ông tướng ở bên này nhiều khi họ không có hiểu. Trở về cái vấn đề mà cái thuộc địa của Mỹ là Puerto Rico đó, thì có nhiều người họ không có hiểu đó. Họ nghĩ là cái đó là nước Mỹ, nhưng mà không phải, Nước cái Mỹ, đó là thuộc đúng rồi. địa, cái đó là thuộc địa của Mỹ rồi, chứ không phải là nước, chứ không phải là tiểu bang Mỹ. Cái đó là thuộc địa của Mỹ chứ không phải là tiểu bang của Mỹ. Cho nên Chính xác. những người đó đó, những người mà khúc mà cái cô mà Đỗ Thị Hà Đỗ Thị Hà. mà khúc mà cái cô em mà Đỗ Thị Hà hoa hậu mà đi mà để mà hoa hậu ở tổ chức cái bên đó đó, thì anh biết lý do tại sao tổ chức bên đó, là tại vì cái đó là cũng như một cái đảo bự, cái cảnh nó đẹp và họ lấy cái truyền thống ở đó để họ phổ bá ra cái ngành du lịch, anh hiểu không? Là chân thương là vậy đó. Thì cho nên cái vấn đề mà người dân ở bên đó đó là họ có quyền đi qua Mỹ sinh sống, nhưng mà khi mà bầu cử đó về mà chính thức đó, là họ không có được quyền bầu, họ chỉ bầu cho cái chủ tịch của họ thôi, giống như là cái nơi của họ ở, và họ họ chỉ bầu, giống như ví dụ là họ bầu, giống như là giờ có hai đảng là họ chỉ được bầu cái đảng dân chủ hay là đảng cộng hòa mà về trên cái phía đó thôi. Còn mà bao gồm mà tổng thống mà nó gọi là primary election đó, là họ không có được quyền bầu. Nhưng mà Mỹ nó cho họ là công dân. Anh thấy nó ngộ không? Công nhân của nước Mỹ, nhưng Công mà dân Mỹ. công dân Mỹ đàng hoàng nha, nhưng mà không được bầu cái đêm mà bầu cử, không được bầu nha. Họ có thể bầu trong cái thống đốc hay là cái sự mà chọn cái người dân chủ hay là chọn cộng hòa, cái đó thì có, nhưng mà nếu mà bầu tổng thống là không có được. Anh thấy nó kỳ lạ không? Đó là cái và cái thứ hai nữa đó, cái thứ hai nữa là cái đó không phải là Mỹ nó gọi là tiểu bang, mà nó chỉ nói là thuộc địa của nó.
thì anh nghĩ nếu mà anh là thuộc địa rồi đó thì anh đâu có còn gọi là tự do hay độc lập nữa đâu, anh đâu có còn gọi Đúng rồi, là công bằng, là dân chủ đâu đó. thuộc địa Nhưng là mà mình hiểu nôm na đó như là lệ thuộc rồi đúng không, lệ thuộc hay đúng là rồi, nó chính xác hơn là nó nô lệ lệ thuộc, đúng nô rồi, lệ nô hiện lệ rồi đại đó. Cho nên một số những người mà Puerto Rico đó đó, họ muốn tách rời ra để độc lập, nhưng mà nó khổ là vậy anh, tại cái nguồn kinh tế của họ rất là kém, nó rất đúng là rồi yếu yếu yếu, cho nên á, bây giờ họ chỉ dựa vào cái nguồn kinh tế của Mỹ đó, mà Mỹ nó khôn lắm, nó biết cái điểm đó, nó lợi dụng, cho nên nó muốn cái thành phần đó là lệ lệ thuộc thuộc địa của nó. À, còn cái vấn đề mà cái màu da dân tộc đó, thì cái nguồn gốc của họ đó là Tây Ban Nha, lai những người Phi Châu hồi xưa, lai những người mà nô lệ đó. Cho nên bây giờ cái nguồn gốc của họ đó là cái bộ tộc của họ là giống như là Tây Ban Nha, nửa Tây Ban Nha và nửa những người châu Phi, họ lai đi, cái nghĩa là da đen đó. Đó, họ cái ngôn ngữ họ nói là cái ngôn ngữ Tây Ban Nha. Đó. Cho nên nói về mà cái truyền thống đó, thì họ cũng giống như những cái nước mà Nam Mỹ thôi. Đó, những cái nước Nam Mỹ về cái truyền thống thôi. Còn mà nếu mà nói về mà sinh sống đó, thì bây giờ đây thì một số đó họ qua Mỹ họ sinh sống, nhưng mà những người mà sinh sống ở Mỹ thì được có quyền bầu, nó khác nhau vậy đó. Những người sinh sống ở Mỹ thì được quyền bầu cái đêm chung kết của tổng thống Mỹ đó. Còn những người ở bên kia sống ở Puerto Rico là không có được quyền bầu đó, và là lý do những người bên Puerto Rico họ muốn bám lại cái nơi nơi mà căng căng nhau các vốn của họ đó, là tại vì họ tự hào là họ là dân Puerto Rico, chứ họ không có nghĩ họ là người À Mỹ. không là người À đó, họ lúc nào họ cũng tự nghĩ hào về họ nguồn là gốc người của Mỹ. họ đúng không? Đúng 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 đó. Ok, thì nói về vấn đề mà dân chủ ở Mỹ hay là lực á, nói thiệt với anh bạn thôi, anh lực ở Mỹ cũng giống anh Việt Trai nói là đồng tiền. Cho nên anh biết lý do tại sao Mỹ nó đưa lực ra để nó kiếm tiền, mà không những vậy đó, nó chơi về cái tâm lý vậy nè, anh có tiền thì anh có quyền, thì để cái mặt xã hội của Mỹ đó, nó không có nổi loạn, đó là cái điểm chính nó vậy đó, anh hiểu không? Anh nghèo mà anh không có tiền thì anh không có thể nào nổi loạn được, anh nổi loạn là anh chết, cho nên ai cũng sợ cái vấn đề đó. Cho nên Mỹ nó quấn về cái tâm lý gì chứ, nó chơi chữ lực Trói ở buộc. Mỹ, luật sư chó buộc, có nghĩa là nó ép anh vô một cái thế cờ là anh phải đi theo cái thế cờ của nó, đơn giản vậy thôi. Cho nên anh thấy Mỹ nó đâu có nổi loạn đâu đó, lâu lâu chỉ có những thành phần nào nó biểu tình này nọ, đó có chuyện là mặt xã hội nó khác, nhưng mà khi mà nói về mà cái mặt xã hội đó không có tên nào dám nổi loạn, tại nổi loạn nó bắt được cái là vô tù với là chết. À, mà khi mà anh vô tù rồi đó mà anh cãi luật sư này nọ mà anh không có tiền đó là anh chết nữa đó. Cái vấn đề là vấn đề Mỹ nó quấn về tim gan của những người đó, rất là độc, là chính vì cái điểm đó là vậy đó. Ok, thì mình chỉ có tiếng chia sẻ với anh vậy thôi, tại mình cũng đang đi làm trong nhà thương á, cho nên cũng dồn dập À trong đầu cũng này nọ. Ok, cảm ơn anh nha, chào anh, chào anh em, chào ok mọi người. bạn, à cảm ơn bạn.